Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, Hồ Bình Trung xin được chúc cho các chị em phụ nữ Việt Nam ở trong nước và ngoài nước một ngày lễ 8 tháng 3 được vui vẻ, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, tươi trẻ, xinh đẹp và quyến rũ. Tôi cũng có lời chúc gửi đến cho tất cả những phụ nữ ngày trong tháng 3 này. Xin chúc cho tất cả một nửa thế giới chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, và đặc biệt lúc nào cũng là những bông hoa xinh đẹp, bông hoa tỏa hương cho đời, những người yêu cân bằng thế giới này và những người đem lại hòa bình cho thế giới này, đó là những người phụ nữ xinh đẹp của tất cả chúng ta, đặc biệt là mẹ của Thánh Vương. Và chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh và bên cạnh con. Bye bye. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 xin được chúc tất cả các chị em phụ nữ trên khắp cả nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới một lời chúc thật sự là bình an. Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp và mãi mãi xinh đẹp. Chúc các chị em thật sự là rạng rỡ, lúc nào cũng tươi trẻ, khỏe và đặc biệt luôn luôn đẹp. Nhân dịp 8 tháng 3 sắp tới, Đỗ Phú Quý xin gửi lời chúc đến tất cả những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn thật là hạnh phúc trong cuộc sống và đặc biệt là luôn luôn bình an nha. Tất cả mọi người sẽ là luôn luôn là những bông hoa đẹp trong cuộc sống này và chúng tôi luôn luôn yêu quý tất cả mọi người, những người phụ nữ Việt Nam. Yeah. Sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi các bạn. Ngày 8 tháng 3 một ngày rất là đặc biệt và đối với các chị em phụ nữ, và cũng là cơ hội để đàn ông mình thể hiện tình cảm vào cái ngày này. Vì vậy là không biết là các bạn đã chuẩn bị món quà nào dành cho người yêu, đặc biệt là dành cho mẹ của mình trong ngày này chưa? Vũ thì Vũ đã chuẩn bị món quà rất là bất ngờ để tặng cho mẹ rồi. Các bạn nên dành một món quà cho mẹ vào ngày này nhé, bởi vì đây là một cái ngày mà rất là một cơ hội rất là hiếm để chúng ta thể hiện tình cảm với mẹ mình. Vì vậy các bạn hãy dành tặng cho mẹ mình một cái món quà, hay là ít nhất là một cái nhành hoa hồng, thì vậy là được rồi. Xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn nữ, các cô, các chị có được một cái ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, thật là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày 8 tháng 3 sắp tới rồi, mình có một từ dành tặng cho tất cả những bạn nữ mà chúng tin là các bạn cũng rất là thích, đó là từ chủ động. Người phụ nữ của thời đại này là mình sẽ chủ động chọn tất cả những gì phù hợp với bản thân mình, chọn những mối quan hệ giúp ích được cho mình và chọn một cuộc sống đúng như mình mong muốn. Chúc mừng 8 tháng 3. Thực ra thì Vi cũng không có đặt nặng cái quan niệm về ngày 8 tháng 3 cho lắm, nhưng mà với những ngày này thì Vi cũng sẽ giống như là thường là Vi không có mua hoa, nhưng mà thí dụ Vi dắt gia đình Vi đi ăn cái gì đó nó vui vui thì Vi cảm thấy nó ý nghĩa hơn rất là nhiều. Chứ nhiều khi Vi cứ thấy các bạn nói là không biết mua gì, không biết làm gì, thôi cứ tặng hoa đại đi, mình cảm thấy đó là một cái hình thức quá. Và thật sự là Vi cũng không có mong muốn mà phải là cứ mỗi năm 8 tháng 3 là được nhận hoa hay gì đâu. Nhưng mà chỉ cần mà một bữa ăn nho nhỏ hay là một cái điều gì đó vui vẻ trong gia đình cũng như là những người bạn thân của mình. Hồi đó đi học nha, Vi nhớ là ví dụ như 8 tháng 3 các bạn nam ở trong lớp á, có người thì sẽ mua bánh tráng cho các bạn nữ nè, có người thì mua nước ngọt nè, nói chung là phân chia với nhau những cái mà ăn vặt ở trong lớp rất là vui, chứ không có ai tặng bông hết trơn á. Và cũng hy vọng là 8 tháng 3 này chúc cho những chị em phụ nữ của chúng ta sẽ luôn là một bông hoa tỏa sáng rực rỡ nhất rồi nha. Cho nên là không cần phải tặng bông luôn, mà các anh phải nhớ là không phải chỉ ngày 8 tháng 3 không đâu, mà tất cả mọi ngày trong năm đều là Ngày Quốc tế Phụ nữ hết nha. Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả, mình tên là Nhi Cathy. 8 tháng 3 này á, 8 tháng 3 năm ngoái là Nhi rất là buồn, bởi vì Nhi không có được tặng quà hết trơn, mà Nhi nghĩ không sao, tại vì ngày đó là ngày quốc tế phụ nữ đúng không các bạn, thì mình chưa có chồng thì mình không phải là phụ nữ đúng không, nhưng mà Nhi cũng rất là mong là năm nay được tặng quà, nhưng mà cái Nhi mong hơn nữa là năm nay Nhi ước gì có thể mua bó bông để tặng cho mẹ của Nhi, những người thương yêu, mẹ Nhi, dì của Nhi, những người mà trong gia đình của mình, đó là ước mong của Nhi thôi, và Nhi sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Cảm ơn các bạn. Hương Ly biết là chuẩn bị đến ngày 8 tháng 3, cho nên là Hương Ly cũng rất là muốn gửi lời chúc tới toàn thể cánh phụ nữ chị em chúng mình, các bà, các cô, các mẹ, các bác, một ngày 8 tháng 3 ngày nào cũng như ngày nào luôn tươi vui này, hạnh phúc này, mạnh khỏe và đạt được thật nhiều điều mình mong muốn.
là nhiều nhà fan đi. Thì bình thường nếu mà ngày 8 tháng 3 thì lúc trước mà còn đi học á, thì mấy bạn nam trong lớp thường sẽ tặng những bạn nữ trong lớp là hoa hồng nè, kẹo, sô-cô-la. Còn dạo gần đây thì mình ít được tặng hơn rồi, tại vì mình thích đi học cho nên là không được ai tặng hết. Và mình mong muốn là trong năm nay thì mình sẽ được tặng một món quà gì đó rất là bất ngờ. Thì mình rất là thích bất ngờ, chỉ cần nó là bất ngờ là được thôi. Không quan trọng đó là gì, nhỏ hay to cũng không quan trọng, chỉ cần là bất ngờ. Ngày 8 tháng 3 của mỗi năm về trước thì Ngọc Hoa ế quá, chưa được ai tặng gì hết. Cầu mong một năm này thì mình sẽ có người yêu rồi nè, mình sẽ được tặng một cái gì đó nó bất ngờ. Cái gì cũng được nhưng là bất ngờ. Nói chung là chúc các trẻ phụ nữ ngày 8 tháng 3 thật là bất ngờ và vui vẻ nha.